Alo Bello, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Táo Store. Như các bạn đã biết, chúng ta chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết rồi. Thì không biết năm nay các bạn có làm được nhiều tiền không và có ý định mua iPhone không? Thì trong video này mình sẽ đưa ra cho các bạn 3 sự lựa chọn theo mình nghĩ là đáng mua nhất tại thời điểm hiện tại. Ok, trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn quan tâm đến các sản phẩm về iPhone, iPad và MacBook thì các bạn có thể tham khảo đường link Táo Store mình để phía dưới mô tả của video, cũng như là các bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline hoặc là qua địa chỉ số 25 ngõ 133 Thái Hà để xem máy và trải nghiệm trực tiếp. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn 3 sự lựa chọn từ trái qua phải. Thì đầu tiên đó là chiếc iPhone 11 có mức giá hiện tại chỉ dao động trong khoảng 13 triệu nhá. Và tiếp theo là XS Max là 11 triệu và tiếp đến là XS là 9 triệu. Vậy thì với 13 triệu thì chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có một chiếc iPhone 11 với một cái camera chụp ảnh ngon nhất cũng như là một cái hiệu năng cao nhất. Nếu như mấy ngày Tết các bạn thích chụp ảnh nhiều thì các bạn có thể chọn iPhone 11, vì đây là một chiếc iPhone theo mình nghĩ tại thời điểm hiện tại nó vẫn chụp ảnh khá là đẹp. Và đặc biệt là cái cụm camera của 11 này, chúng ta chụp đêm với một cái khả năng cực kỳ là ấn tượng. Ví dụ như trong đêm giao thừa ấy, chúng ta có thể ra ngoài chụp ảnh, thì mình khẳng định luôn iPhone 11 sẽ đem lại cho chúng ta những cái bức ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Và tiếp theo đó chính là iPhone XS Max. XS Max thì mình đã có một cái video so sánh với iPhone 11 rồi. Thì XS Max ấy, trong tầm tiền 11 triệu chúng ta sẽ có một cái màn hình cực kỳ đẹp. Ngoài ra về camera, về hiệu năng cũng khá là ổn. Có chăng ấy, nó chỉ thua iPhone 11 ở cái điểm là chúng ta về hiệu năng và về camera. Nhưng mình khẳng định luôn, với camera của XS Max chúng ta hoàn toàn có thể chụp được những bức ảnh đẹp trong điều kiện đủ sáng. Và buổi tối nha, nó vẫn chụp đẹp luôn. Nó chỉ thua iPhone 11 một chút thôi. À, nếu như bạn nào mà Tết về mà chúng ta hay chơi game nhiều ấy, thì XS Max hoàn toàn đáp ứng cho chúng ta. Tại vì với một cái cấu hình của XS Max hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể chiến được những cái game ngon nhất hiện nay. Ngoài ra thì nó có cái thời lượng pin là nhỉnh hơn của 11 một chút. Ok, thì mình đã có so sánh về hai em này rồi. Các bạn có thể xem cái video mình đã so sánh về 11 và XS Max. Rồi, tiếp đến ở cái vị trí thứ 3 mình đưa vào đây, đó là chiếc iPhone XS. Thì iPhone XS có cái điểm mạnh tại thời điểm hiện tại là về giá. Nó chỉ có giá dao động khoảng 9 triệu thôi. 9 triệu chúng ta sẽ có một cái cấu hình tương đương với chiếc iPhone XS Max, tức là hoàn toàn chúng ta có thể chơi được những cái game nặng nhất, ngon nhất tại thời điểm hiện tại. Và mức giá nó chỉ là dao động khoảng 9 triệu thôi. XS thì sẽ thua XS Max về thời lượng pin, còn về cấu hình tất cả mọi thứ là ok, ngon. Và XS Max lại thua 11 về khoản camera cũng như là hiệu năng. Nhưng mà mình nhấn mạnh một điều là hiệu năng, cái hiệu năng ấy, nó không, nó còn dạng như kiểu là điểm 8, 9, 10 ở đây. Tức là nó không chênh lệch nhau mấy đâu. XS bây giờ hoàn toàn chúng ta vẫn thể chiến được những cái game ngon nhất, nặng nhất tại thời điểm hiện tại. XS Max cũng vậy. Và 11 thì tất nhiên rồi. Có chăng ấy, ở đây ấy, chỉ nếu về đánh giá về tiêu chí màn hình thì XS Max là số 1, sau đó là XS và 11. Tại vì 11 thì mình không đánh giá cao về màn hình. Về thời lượng pin thì XS Max, sau đó là 11 và XS. Và về camera thì 11, hai con này thì như nhau, 11 và XS, XS Max là như nhau. Đó. Thì bản thân mình ấy thì mình sẽ chọn mua XS. Tại vì mình là một người tay nhỏ, như các bạn thấy theo dõi là tay nhỏ này, thì mình sẽ cầm XS vừa tay hơn, và cũng như là nó có cái hiệu năng ngon như XS Max thôi. Mình cũng, nhu cầu của mình cũng thoải mái. Mấy ngày Tết mình cũng đi chơi nhiều mà đi ăn nhậu nhiều, nên là mình cũng không có thời gian để xem phim, chơi game. Nhưng mà thi thoảng mình vẫn xem thì ok. Thì trên đây là mình đưa ra cho các bạn 3 sự lựa chọn, đó là 11, XS Max và XS với mức giá là 13, 11 và 9 triệu. Còn các bạn nghĩ sao? Các bạn có đủ tiền để mua chưa? Các bạn hãy để lại comment phía dưới mô tả. Các bạn hãy để lại comment phía dưới video cho mình biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.